Mời các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón những thành viên của đội Sắc Xuân, là những cô gái thật ấn tượng của chương trình Thần Tượng Âm Nhạc 2007. Sở thích của họ là âm nhạc, du lịch. Và những thành viên của đội Mai Vàng, họ là những nam ca sĩ trẻ trung được khán giả yêu thích. Sở thích lớn nhất của những chàng trai này là âm nhạc, tự thiết kế quần áo để diễn và tập luyện thể thao. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Kính chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay, để bắt đầu cho cuộc thi đấu giữa hai đội Sắc Xuân và đội Mai Vàng, chúng ta dành ít phút để làm quen với hai đội. Chào đội Sắc Xuân. Vâng, xin chào anh Tạ Minh Tâm. Nào, xin mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Đội Sắc Xuân của chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và tôi là thành viên đầu tiên, là đội trưởng của đội, tên là Thanh Thảo. Đây là thành viên thứ hai. Tôi là Thảo Trang, tự là Xấu Lạ. Và đây là thành viên thứ ba. Tôi là Hải Yến và biệt danh là Yến Béo. Tôi là Hà Trâm, biệt danh là Tư Hí. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đang cùng nhau chào đón những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay đội Sắc Xuân cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúc cho quý vị và gia đình có được một mùa Tết thật đầm ấm bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Và chúng ta sẽ có được thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm hạnh phúc trong Tết năm nay. Và cũng là thật sự phát tài trong năm mới. Cảm ơn lời chúc đầu năm của các bạn. Và trong các bạn thì người ta thấy là mùa xuân năm nay cũng rất là vui rồi, đầy sắc xuân rồi. Và sau đây chúng ta làm quen với đội Mai Vàng. Chào các bạn. Sắc Xuân và Mai Vàng. Nào, Mai Vàng hãy giới thiệu cùng khán giả. Mình là Duy Khánh. Mình là hôm nay mình được đại diện cho đội Mai Vàng là đội trưởng. Và hôm nay mình đến với chương trình chung sức, cảm thấy rất là vui. Và cũng nhân dịp năm mới đây thì cũng xin chúc toàn thể khán giả được an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Và sau đây là thành viên thứ hai của đội Mai Vàng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn Anh và đây là thành viên thứ ba. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Phong và hôm nay mình cũng rất vui khi được tham gia chương trình chung sức. Và cũng nhân đây là xin chúc quý vị khán giả sẽ có được một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng. Và đây là thành viên thứ tư. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Minh, rất vui khi được gặp các bạn trong chương trình chung sức. Và hôm nay đội Mai Vàng của chúng em đến đây với quyết tâm không thắng không về. Yeah. Chúng ta xem Sắc Xuân và Mai Vàng sẽ là đội bước vào vòng đặc biệt sau 4 vòng thi đấu. Nhưng dù cho đội nào bước vào vòng đặc biệt đi nữa thì hai đội với cái tên của mình cũng đem lại cho chúng ta một mùa xuân thật là vui vẻ, thật là lộng lẫy. Và hy vọng rằng vòng chơi của các bạn sẽ rất là vui, rất là vui, đem đến cho quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh truyền hình và tại phim trường này những giờ phút thật là sống động, thật là vui vẻ trong đầu năm. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào vòng 1 của trò chơi chung sức. Và vòng 1 sẽ bắt đầu bằng hai đội trưởng, các bạn sẵn sàng nhé. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn cả năm. Vòng 1 có hai câu hỏi, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 7 đáp án ra trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bằng điện cho đội mình nhé. Vào ngày nào hoặc dịp nào người ta thường mua hoa về trưng trong nhà? Mời bạn. Dạ thưa anh, đó là vào dịp Tết. Vào dịp Tết? Tết gì? Dạ Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán. Câu trả lời này không được, các bạn trả lời ngay. Mời bạn. Vào ngày nào hoặc dịp nào người ta thường mua hoa về trưng trưng ở trong nhà? Vào dịp nhiều dịp quá, bạn trưng hoa nhiều dịp, ngày nào cũng trưng hoa, anh ta không nhớ đâu. Tiệc cưới. Tiệc cưới. Có tiệc mà tiệc cưới. Tiệc cưới. Tiệc thì thường có hoa nhưng phải rõ, nói rõ tiệc nào phải không? Nào mời Hải Yến. Em nghĩ là người ta sẽ trưng hoa trong nhà vào ngày 8 tháng 3 này.
ngày mùng 8 tháng 3. Tôi sẽ mua hoa và để hoa trong nhà. Đem hoa về nhà tặng. Vâng, tặng cho mẹ cũng như là người phụ nữ trong mẹ nhà. Tặng mẹ và tặng cho mình luôn. Ngày 8 tháng 3. Vào dịp nào người ta thường mua hoa về trưng ở trong nhà nào? Tôi nghĩ là dịp Tân Gia. Dịp Tân Gia. Tân Gia. Không có trên bảng khảo sát của chúng ta. Mời đội trưởng Thanh Thảo. Vào cái ngày mà sinh nhật. Sinh nhật. Sinh nhật không có hoa thì mất hay rồi. Dạ đúng rồi, em nghĩ vậy. Sinh nhật. Giống dữ nữa. Tiếp tục cái nào Thanh Thảo Trang. Dịp vào khai trương. Nào ngày nào người ta thường mua hoa về trưng ở trong nhà? Dịp khai trương. Khai trương. Khai trương. Mai Vàng được quyền hội ý. Các bạn hãy chọn cho mình một đáp án để trả lời nào. Hải Yến. Em nghĩ là ngày 20 tháng 11. 20 tháng 11. Vào dịp nào ngày nào người ta thường mua hoa về trưng? Có phải là 20 tháng 11 không? Mời Mai Vàng. Cơ hội đến cho các bạn đây, hội trưởng chắc chắn chứ. Ý kiến riêng của bạn là gì? Em nghĩ rằng có một dịp rất là thiết thực, đó là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. 20 tháng 10 của bạn đã nói là gì? Đội của em cũng thống nhất là ngày 20 tháng 10. Bọn em đều thống nhất là ngày 20 tháng 10. Các bạn không có ý kiến nào khác à? Không có ý kiến nào khác. Tự nhiên bốn người chụm vào cái là thống nhất ngày. Là lễ tất niên. Tất niên. Đội trưởng quyết định một đáp án duy nhất để ghi điểm. Nếu các bạn đáp đúng, số điểm trên bảng sẽ thuộc về các bạn. Còn nếu các bạn đáp sai thì... 20 tháng 10 hả? Nếu các bạn đáp sai thì điểm sẽ thuộc về đội Sắc Xuân. Chọn 20 tháng 10. 20 tháng 10. Không dịp thì người ta thường mua hoa để trưng ở trong nhà. Đội Mây Vàng giành điểm bằng đáp án 20 tháng 10. 78 điểm thuộc về Sắc Xuân. Và các bạn xem đây, đáp án còn lại trên bảng là gì? Đáp án thứ hai, dịp nào người ta mua hoa để trưng trong nhà? Ngày rằm thường các bà nội trợ thường mua hoa về trưng ở trong nhà về cúng trên bàn thờ. 6. Và còn một đáp án nữa, đội trưởng đáp thử cho vui. Điểm thì không còn nữa rồi nhưng mà thử đáp cho vui. Đáp trúng có thưởng. Ai thưởng biết không? Đám dỗ. Nếu bạn đáp đúng thì ba bạn này thưởng bạn nha. Đáp án thứ 7, phải đám dỗ không? Đám dỗ. Tiếc chưa? Và sau đây là câu hỏi thứ 2 của vòng 1. Xin mời thành viên thứ 2 của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau nào hai bạn. Câu hỏi thứ 2 cũng được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Nào hai bạn sẵn sàng. Hai bạn hãy kể tên một loại mứt thường được ăn vào dịp Tết cổ truyền. Mứt dừa. Mứt dừa. Hay quá. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thích ăn mứt không? Dạ thích. Tết nhà bạn có mứt gì? Dạ mứt bí. Mứt bí. Bạn định trả lời là mứt bí không? Mứt bí. Loại mứt mà người ta thường ăn vào dịp Tết cổ truyền đó là mứt bí. Quá hay. Mứt. Dạ. Mứt gì nữa bạn? Một loại mứt thường được ăn vào dịp Tết cổ truyền. Mà người ngoài Bắc bọn em hay gọi là mứt quất ạ. Mứt quất? Quả quất ạ. Cái tắc trong miền Nam gọi là cái tắc mứt quất. Dạ vâng ạ. Mứt quất. Nào, đội trưởng. Một loại mứt thường được ăn vào dịp Tết cổ truyền. Thì bạn nhớ là trên bàn mứt bằng tiệc Tết của bạn. Dạ thường thường Tết hay thấy ăn những cái món như cho nó nóng trong lòng như chắc mứt gừng. Mứt gừng. Mứt gừng. Vào dịp Tết thì trên bàn khách nhà nào cũng có một cái mâm tròn tròn như thế này. Có khi xây được. Trong đó có từng ồn nhiều loại mứt lắm. Mứt gì bà? Mứt mè. Mứt mè. Nào loại mứt gì mà người ta thường ăn vào dịp Tết? Mứt dứa. Mứt dứa. Và sau đây là vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Bắt đầu bằng thành viên thứ 3 của hai đội, xin mời.
may mắn. Ở vòng 2 thì chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 7 đáp án ra trên bảng, đó là 7 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng. Ngoài cái dịp sinh nhật ra thì bạn hãy cho biết một lý do khác mà người ta thường gửi thiệp chúc mừng cho người nào. Mời bạn. Em nghĩ là vào dịp Giáng sinh. Vào dịp Giáng sinh. Dịp Valentine. Valentine. Mời hai bạn trở về vị trí khách thân dành người đầu tiên. Vào dịp nào mà người ta thường gửi thiệp chúc mừng cho nhau từ cái ngày sinh nhật ra? Châm nghĩ là vào ngày 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11. Ngoài dịp sinh nhật thì còn lý do nào mà người ta gửi thiệp chúc mừng cho người nào đó? Theo em nghĩ là Tết. Tết thì nhiều loại Tết quá. Tết nguyên đáng, bao nhiêu Tết cổ truyền, Tết nguyên đáng. Đúng rồi, lúc này bạn phải trả lời là Tết nguyên đáng thì mới hợp thời nhé. Tết nguyên đáng. Rồi, đó là đáp án được những người đồng tình nhất. Theo em nghĩ thì người ta sẽ tập thiệp vào ngày 8 tháng 3. Đó là một lý do, một cái dịp để người ta gửi thiệp chúc mừng nhau. Dạ. Mùng 8 tháng 3. Hay lắm. Đợi tôi có bạn rất hay bây giờ, tiếp tục hay nè. Nhân dịp sinh nhật thì người ta tặng thiệp cho nhau thì phải rồi, nhưng mà trừ sinh nhật ra, lý do nào người ta còn gửi thiệp cho nhau nữa? Khai trương. Em nghĩ là một cái dịp mà khai trương. Khai trương. Khai trương. Mai Vàng được quyền hội ý. Hà Trâm. Mời bạn. Ngoài dịp sinh nhật thì cho biết một lý do khác người ta gửi thiệp chúc mừng nhau. Trâm nghĩ là dịp đám cưới. Dịp đám cưới. Dịp đám cưới. Đám cưới. Chính xác. Đội trưởng. Một cái dịp, một cái lý do mà người ta, mà bạn gửi thiệp chúc mừng cho một người nào đó, đó là dịp gì, lý do gì? Em nghĩ là chúc mừng, gửi thiệp chúc mừng thì khi mà mình tốt nghiệp cũng có những người bạn gửi thiệp chúc mừng. Chờ dịp tốt nghiệp, lý do là thi tốt nghiệp. Tốt nghiệp. Chúc mừng đội Mai Vàng. Chuẩn bị nha đội trưởng, ý kiến riêng của bạn là gì? Em nghĩ là người ta vào dịp nào mà người ta, lý do nào mà người ta gửi thiệp chúc mừng nhau? Em nghĩ rằng là sẽ vào cái dịp mừng tân gia. Tân gia, cô bạn đã nói gì? Em cũng nghĩ là mừng tân gia. Tân gia, bạn nghĩ gì? Em thì lúc nãy em nghĩ là 20 tháng 11 nhưng mà sai rồi, ngày 8 tháng 5. Còn đội trưởng thì quyết định như thế nào? Em thì có ý kiến là lễ mừng thọ, thường thọ. Lễ mừng thọ. Đó là ý kiến riêng của bạn hay là ý kiến chung của đội để trả lời? Tân gia. Đội trưởng sẽ được quyền thay mặt cả đội đáp một câu trả lời duy nhất để ghi điểm. Tân gia. Tân gia. Tân gia. Ủng hộ đội trưởng đây. Các bạn ủng hộ đội trưởng đi. Đội trưởng đang rất lo lắng. Đang rất lo lắng. Các bạn xem đây. Vào dịp nào? Sao sắc xương che mặt lại thế? Mọi người ngắm sắc xương chứ hả? Xem đây. Điểm sẽ thuộc về ai với dịp Tân gia? Tân gia. Đáp án thứ ba. Tết Dương. Đáp án là bạn vừa nói. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ hai, Mai Vàng ghi được 88 điểm và dẫn trước Khắc Xuân 174 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba của trò chơi chung sức. Vòng 3 bắt đầu với thành viên thứ tư của hai đội, xin mời. Hai bạn bắt tay nhau đầu năm nào. Chúc mừng năm mới. Vòng 3 chỉ có một câu hỏi và câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án này trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án mà chính là số người đồng tình với nó. Nhưng điểm nhân 2. Điểm sẽ được nhân 2, cố gắng lên. Đây sẽ là một vòng có số điểm tối đa đạt tới 200 điểm. Có thể đạt tới 200 điểm. Mời hai bạn.
ngoài Việt Nam ra, hai bạn hãy cho biết tên một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ ở châu Á mà nó cũng đón Tết âm lịch. Mời bạn. Trung Quốc ạ. Trung Quốc. Rồi hai bạn trở về vị trí. Việt Nam ra, ở châu Á này còn nước nào đón Tết âm lịch nữa bạn Duy Khánh? Em nghĩ đó là Nhật. Nước Nhật. Nước Nhật. Nghe đây bạn Tuấn Anh, mời bạn hãy trả lời cho mọi người nghe. Ngoài Việt Nam thì quốc gia nào hoặc vùng lãnh thổ nào ở châu Á cũng đón Tết âm lịch? Theo em thì đấy là Đài Loan ạ. Đài Loan, đây. Đài Loan. Chính xác. Theo nghĩ đó là Việt Nam ra thì còn nước nào hoặc vùng lãnh thổ nào cũng đón Tết dương âm lịch? Em nghĩ đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc. Chắc không khó lắm đâu, bạn tiếp tục đi bạn ơi. Em nghĩ là Hồng Kông ạ. Hồng Kông. Hồng Kông. Đội tuyển tiếp tục khí thế rồi. Hai đáp án còn lại trên bảng là gì? Dạ, quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào của châu Á cũng đón Tết âm lịch như Việt Nam? Có Đài Loan, Hồng Kông. Khách phương được quyền hội ý, chuẩn bị cho mình một đáp án để ghi điểm đi. Ngoài Việt Nam ra, quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào ở châu Á cũng đón Tết âm lịch như Việt Nam? Xin mời bạn. Theo em thì là Singapore. Singapore. Chính xác. Một đáp án nữa. Ráng suy nghĩ và tìm đáp án đúng để ghi toàn bộ số điểm trên bảng. Mời Thanh Phong. Theo em nghĩ quốc gia nào ở châu Á? Theo em nghĩ đó là Malaysia. Bạn nghĩ là Malaysia, cơ sở nào để bạn nói nghĩ là Malaysia? Theo em nghĩ thì đó cũng là một nước của do châu Á và nằm trong khu vực Đông Nam Á, thì cái phong tục tập quán nó cũng đặc biệt là có rất nhiều người Hoa. Đó là một cơ sở rất là hợp lý, bởi vì Tết âm lịch là truyền thống chung của những cái nước cận Trung Quốc và cận Trung Quốc, thì Malaysia có rất nhiều người Hoa thì tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng mà chúng ta không biết là đáp án thứ 6 phải là Malaysia không? Vấn đề là chỗ đó. Các bạn nghĩ là sao? Đáp án thứ 6 có phải là Malaysia không? Không phải hả? Không phải thì làm cho nó không phải đi nè. Phải không? Phải và không phải. Malaysia. Chính xác. Biết rồi. Các bạn đã có 200 điểm, đó là toàn bộ số điểm của vòng này. Thưa quý vị và các bạn, đến vòng thứ 3, kết quả đã được đảo ngược. Sắc Xuân vẫn 174 điểm của và Mai Vàng đã dẫn trước với 288 điểm. Dopamine giới thiệu hương vị mới với trà xanh và bạc hà. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trà xanh và bạc hà cho bạn hơi thở thơm mát và tràn đầy tự tin. Hương trà xanh mới phơi phới tự tin, biến những hạt gạo thơm ngon thành những sợi bún mềm dai, thêm thịt nguyên chất và nhiều rau tươi. Mình gọi là bún cua tắm. Ngon quá. Nhờ bún cua tắm đó. Bún cua tắm không chỉ là cổ tích. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng quan trọng giữa hai đội. Vòng mà chúng ta sẽ biết được đội nào là đội chiến thắng, đội nào là đội bước vào vòng đặc biệt. Vòng thứ tư bắt đầu với hai đội trưởng một lần nữa, xin mời. Bắt tay nhau nào hai đội trưởng. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng mà các bạn biết đây là vòng có số điểm nhân 3. Nhân 3. Hồi hộp quá, đúng là phải hồi hộp. Hồi hộp, tôi cũng hồi hộp, không biết là ai sẽ giành được số điểm này đây. Bởi vì nó có thể lên đến 300 điểm, đó là điểm tối đa. Và mọi chuyện thì có thể đảo ngược, kết quả có thể đảo ngược trong vòng này. Và đồng thời kết quả có thể là số điểm rất cao cho đội đang dẫn đầu. Hai bạn hãy thử kể tên những món quà tặng phổ biến vào dịp Tết Nguyên Đán. Mời bạn. Tặng mấy cái nước ngọt rồi bia thôi. Dạ, tặng bia hay nước ngọt? Bia. Bia.
Bia, có bia. Làm gì đó bạn? À, tặng cái gì vào dịp Tết? Theo em nghĩ là trà. 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 Rồi, hai bạn trở về vị trí. Hãy kể tên những món quà tặng phổ biến vào dịp Tết nguyên đáng bạn Tuấn Anh. Theo em thì là rượu ạ. Rượu. Rượu, 16 điểm. Không không. Vậy thì Tết là không thể thiếu một món, đó là bánh chưng. Bánh chưng. Bánh chưng. Các loại kẹo, nước bánh các loại, trong đó có bánh chưng luôn. Mời bạn Ngọc Minh. Theo em nghĩ đó là tiền lì xì ạ. Tiền lì xì. Hay quá. Em nghĩ là tặng mấy giỏ trái cây. Giỏ trái cây. Trái cây. Món quà tặng phổ biến vào dịp Tết nguyên đáng. Tâm trái cây. Trái cây. Cứ bình tĩnh, đợi bên đây sai 3 lần thì Sắc Xuân sẽ trả lời. Yên tâm nào. Tuấn Anh. Dạ em là thịt đi ạ. Thịt. Một món quà tặng phổ biến vào dịp Tết nguyên đáng, bạn Tuấn Anh hay đem thịt đi tặng cho người ta. Thịt. Sắc Xuân được quyền hội ý. Thanh Phong. Thêm nghĩ vào dịp Tết nguyên đáng người ta thường tặng món quà gì vậy chứ? Thêm nghĩ thì có một món đó là gà. Gà. Thịt rồi tới gà. Những món quà tặng phổ biến vào dịp Tết nguyên đáng. Gà. Sắc Xuân. Cơ hội đến đây. Quà Tết đến đây. Ý kiến riêng của bạn là gì hả Trâm? Em nghĩ đó là hoa. Những món quà tặng phổ biến vào dịp Tết nguyên đáng. Hoa. Hoa à. Ý kiến của bạn đó là gì? Em nghĩ ở ngoài Bắc ấy, thì người ta hay tặng hoa cho nhau. Ví dụ như là hay đi mua hoa mai hay là hoa đào tặng cho nhau. Các bạn? Em nghĩ có hai loại, đó là hoa và thiệp. Và hoa em nghĩ hoa là nhiều hơn. Đấu trưởng, bạn có ý kiến riêng không? Em nghĩ là người ta hay tặng nhau giống như ý kiến của đồng đội em là hoa mai với hoa đào. Hoa mai, hoa đào. Hoa. Oh. 252 điểm thuộc về đội Mai và Tàu. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi hai đáp án còn lại trên bảng. Đó là những món quà gì phổ biến mà người ta thường hay tặng vào dịp Tết nguyên đáng. Đáp án thứ tư. Có rượu, có bia thì các bạn không nghĩ là nước ngọt. Và bây giờ thử đoán lại. Em nghĩ là còn đúng một cái thiệp nữa thôi. Còn cái thiệp nữa thôi. Thiệp, em nghĩ là thiệp. Đáp án thứ sáu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã biết được ai là đội chiến thắng sau 4 vòng thi đấu, ai là đội bước vào vòng đặc biệt. Đó là đội Mai Vàng. Chào các bạn. Sắc Xuân cứ tươi lên, dù sao vẫn cứ tươi lên đi chứ hả. Các bạn có 174 điểm. Thì giá giải thưởng của các bạn giờ là 1.740.000 đồng. Đủ ăn Tết chưa? Dạ chắc chắn là chưa. Bốn bạn với khoản tiền thưởng đó thì tôi nghĩ là cũng đủ tưng bừng Sắc Xuân rồi. Và mỗi người còn có một phần quà của nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào các bạn. Hay quá. Mai Vàng có 540 điểm, đó là 5.400.000 đồng. Và còn nữa 10 triệu đồng ở vòng đặc biệt nữa. Sẵn sàng nha các bạn. Hai thành viên bước vào vòng đặc biệt. Bây giờ xin mời các bạn nhận phần quà của mình. Thật là tiên điểm.
Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức với hai thành viên của đội Mai Vàng. Xin mời. Chào hai bạn sẵn sàng trả lời cho tốt 5 câu hỏi này để giành lấy giải thưởng đặc biệt của chương trình, đó là 10 triệu đồng. Với 5 câu hỏi này thì lần lượt người trả lời trước, người trả lời sau, các bạn cố gắng đạt được 200 điểm. Ai trả lời trước nào? Em ạ. Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn có tất cả là 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này và bạn nên tận dụng cho tốt. Theo tôi thì câu hỏi nào bạn chưa kịp đưa ra một câu trả lời nhanh, bạn cứ nói cho qua. Tôi sẽ đọc lại câu hỏi đó khi thời gian còn cho phép. Nếu bạn mà suy nghĩ thì sẽ mất thời gian, hiểu không? Đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì bạn trả lời ngoài đây. Đó là luật của trò chơi chung sức ở vòng đặc biệt. Và bây giờ mời bạn nhìn thẳng về phía trước, tập trung trả lời. 20 giây dành cho bạn sẽ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu hỏi thứ nhất. Vì vậy tôi sẽ đọc chậm câu hỏi thứ nhất để cho bạn tranh thủ thời gian nghe cho kỹ, trả lời cho thật tốt câu thứ nhất nhé. Và sau đó thì bạn trả lời nhanh, thật là cố gắng nhanh. Câu thứ nhất: bạn thấy những điểm giống nhau nào trong ngày Tết của Việt Nam và một số quốc gia khác ở châu Á? Bỏ qua. Vào thời khắc giao thừa bạn thường thấy người ta làm gì? Thắp hương. Vào dịp Tết bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh thường có hoạt động nổi bật nào? Ca mũi nhạc ạ. Bạn thường thấy trên TV có chương trình gì vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán? Câu truyền hình ạ. Theo bạn, ngành nghề nào nghỉ ít, thậm chí không nghỉ vào dịp Tết? Hàng không. Bạn thấy những điểm giống nhau nào trong ngày Tết của Việt Nam và một số... Bạn chưa tận dụng hết 20 giây dành cho bạn khi trả lời được 4 câu. Và chúng ta quay lại để hy vọng rằng 4 câu trả lời của bạn vẫn ghi được điểm cao. Nào, bây giờ chúng ta xem kết quả. Câu thứ nhất: bạn thấy những điểm giống nhau nào trong ngày Tết của Việt Nam và một số quốc gia khác ở châu Á? Thì bạn đã trả lời là bỏ qua. Và sau đó tôi đọc lại thì không còn thời gian. Câu thứ hai: vào thời khắc giao thừa bạn thường thấy người ta làm gì? Thì bạn đã nói thắp hương. Khảo sát 37 điểm. Đó là điểm khá cao. Câu thứ ba: vào dịp Tết bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh thường có hoạt động nổi bật nào? Thì bạn đã trả lời là ca múa nhạc. Khảo sát. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là ngày nào người ta cũng thấy ca múa nhạc đó, chứ không phải là dịp Tết. Câu thứ tư: bạn thường thấy trên TV có chương trình gì vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán? Bạn đã nói câu truyền hình. Và khảo sát 32 điểm. Xin mời. Câu thứ năm: theo bạn, ngành nghề nào nghỉ ít hoặc thậm chí không nghỉ vào dịp Tết? Thì bạn đã nói là hàng không. Khảo sát 12 người nghỉ giống bạn. Bạn có tất cả 81 điểm, cũng tương đối cao. Và việc còn lại là 119 điểm. Đó là phần việc của đồng đội của bạn. Bây giờ mời bạn trở về vị trí để mà hy vọng. Xin mời thành viên thứ hai. Bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn trong vòng 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội mình 25 giây là bởi vì bạn phải làm một việc khó hơn. Đó là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội mình trong bất kỳ câu hỏi nào. Khi mà bạn trả lời trùng ý một đáp án nào đó, bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở. Đó là tín hiệu báo rằng đáp án của bạn vừa rồi không được chấp nhận. Và bạn phải thay nhanh đáp án khác, hoặc là bạn nói cho qua. Câu hỏi nào bạn nói cho qua tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Và bây giờ mời bạn nhìn về phía trước, tập trung trả lời. Tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn trả lời dễ dàng câu thứ nhất bằng cách là tôi đọc chậm chậm thôi. Bởi vì khi tôi đọc xong thì thời gian mới bắt đầu được tính. Bạn thấy những điểm giống nhau nào trong ngày Tết của Việt Nam và một số quốc gia khác ở châu Á? Bỏ qua. Vào thời khắc giao thừa bạn thường thấy người ta làm gì? Đốt pháo hoa. Vào dịp Tết bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh thường có hoạt động nổi bật nào? Đốt pháo hoa luôn. Bạn thường thấy trên TV có chương trình gì vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán? Gặp gỡ giao lưu. Theo bạn, ngành nghề nào nghỉ ít hoặc thậm chí không nghỉ vào dịp Tết? Bác sĩ. Theo bạn, những điểm giống nhau nào trong ngày Tết? Bạn đã trả lời được 4 câu hỏi và thời gian đã hết. 81 điểm là điểm của đồng đội bạn ghi. Điểm phải ghi nữa là 119 điểm.
Bạn cứ hy vọng là 4 câu trả lời của bạn sẽ được 119 điểm đi nhé, để có tiền ăn Tết cho lớn. Nào, câu thứ nhất, bạn thấy điểm giống nhau nào trong ngày Tết của Việt Nam và một số quốc gia khác ở châu Á? Bạn bỏ qua giống như đồng đội của bạn và không trả lời kịp. Có rất nhiều điểm giống nhau. Bây giờ bạn nhớ chưa? Lì xì đúng không anh? Lì xì, rồi gì nữa? Thắp hương, rồi đi thăm viếng đi chùa. Rất nhiều cái hái lộc đầu năm, đấy là những cái điểm giống nhau của các nước về ngày Tết Nguyên Đán ở châu Á nhé. Và đáp án cao nhất, có số điểm nhiều người đồng tình nhất, đó là đón Tết cùng ngày, 36 điểm. Đón Tết cùng ngày. Cả hai bạn đều không trả lời được câu này. Có nghĩa là Việt Nam cũng đón Tết vào mùng 1 Tết đầu năm, mùng 1 âm lịch đầu năm, và tất cả các nước ở châu Á khác khi đón Tết âm lịch, đón Tết Nguyên Đán cũng đón Tết vào ngày đó. Câu thứ hai, vào thời khắc giao thừa bạn thường thấy người ta làm gì? Bạn trả lời là đốt pháo hoa. Đốt pháo hoa là sao? Vào thời khắc giao thừa đốt pháo hoa, bao nhiêu người nghĩ giống bạn nào? Có ai cả không đốt pháo hoa. Vào thời khắc giao thừa thường thường là người ta cúng thắp hương. Đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất nha, đi chùa nha, rồi chúc Tết nhau, chúc thọ, chúc ông bà, phải không? Và giờ giao thừa cúng tổ tiên. Đây. Thì đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất là thắp hương, 37 người đồng tình. Bạn thì hai câu vừa rồi chưa có điểm nào. Hy vọng là ba câu còn lại điểm cao. Câu thứ ba, vào dịp Tết bạn thấy Thành phố Hồ Chí Minh thường có hoạt động nổi bật nào? Bạn nói là đốt pháo hoa nữa. Bạn coi giờ thích pháo hoa quá hả? Khảo sát, 31 điểm. Chúc mừng bạn, đây là câu trả lời có điểm số cao nhất, nhiều người đồng tình nhất. 31 người đồng ý với bạn trong câu hỏi này. Bởi vì hàng năm khi đến giao thừa thì thành phố của chúng ta tổ chức bắn pháo hoa, chính xác hơn là bắn pháo hoa chứ không phải đốt pháo hoa nha. Đó là hoạt động nổi bật vào dịp giao thừa Thành phố Hồ Chí Minh. Và câu thứ tư, bạn thường thấy trên TV có chương trình gì vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán? Thì bạn đã trả lời là gặp gỡ, giao lưu và khảo sát. 20 điểm, đây là một điểm khá cao. Tuy nhiên điểm cao nhất là câu truyền hình. Chương trình trên TV vào giao thừa là chương trình nổi bật, chương trình thường thấy là câu truyền hình. Câu cuối cùng còn 68 điểm. 69 thôi, hoặc là 68 được rồi, 70 chia cho nó dư nhiều, phải không? Câu thứ năm, theo bạn ngành nghề nào ít hoặc thậm chí không nghỉ vào dịp Tết? Bạn đã trả lời là bác sĩ. Bác sĩ thì không nghỉ Tết. Bạn nghĩ là bác sĩ là phải trực suốt để là vào dịp Tết, người ta có vấn đề cấp cứu người ta cần. Rất là hợp lý, nhưng mà bạn xem thực tế thì như thế nào, có ai nghĩ giống như bạn hay không? Khảo sát 27 người, rất cao, rất quyền bán. Nhưng mà cái câu trả lời có số điểm nhiều hơn chút, đó là 28 điểm, đó là ngành vệ sinh, công nhân vệ sinh. Đó là những người rất là cực khổ nhất trong bây giờ dịp Tết. Thường thường người ta ăn uống, người ta vui chơi, người ta không nghĩ tới cái chuyện mà dọn dẹp đâu, để người khác dọn. Thế cho nên là vào dịp đó mà không có công nhân vệ sinh thì thành phố sẽ không còn đẹp nữa, thấy không? Thế cho nên là công nhân vệ sinh là cái đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Hai bạn còn thiếu 41 điểm nữa thì mới giành chiến thắng cho đội mình. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện kỳ này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Này, Tài Lộc đã tìm đến nhiều người. Chúng tôi mang danh hiệu rồi, nhà mình tiến rồi. Và hơn 1.000 vé bạc Lộc Vương Cao đã được trao. Vẫn còn hàng ngàn thẻ cào may mắn. Hãy nhanh chân lên,